tôi quay được cái cảnh đẹp quá, phải đăng ngay mạng xã hội cho nóng mới được. Ơ, không mang máy tính rồi phải làm sao bây giờ? À, flycam của mình là loại đời mới cơ mà. Chúng ta có thể sử dụng ngay tính năng Quick Transfer để chuyển dữ liệu sang điện thoại mà không tốn dung lượng, vừa nhanh vừa tiện. Nếu như các bạn đang gặp tình huống giống như mình, cần file để sử dụng luôn và ngay nhưng không có đủ đồ, thì Quick Transfer là một tính năng vô cùng đáng tiền trên những chiếc flycam. Ở video này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng tính năng Quick Transfer trên sản phẩm DJI Mini 3 Pro, một chiếc flycam quốc dân mới nhất nhé. Quick Transfer là khả năng kết nối trực tiếp điện thoại di động với máy bay để tải xuống ảnh hay là video gốc mà không tiêu tốn bất kỳ dữ liệu nào của bạn. Nhưng tính năng này hiện chỉ áp dụng cho một vài dòng, ví dụ như là DJI Mavic 3 Pro, Mavic 3, DJI Mini 3 Pro, DJI Mini 3 và DJI Mini 2. Video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách dùng Quick Transfer cho chiếc flycam quốc dân mới nhất, đó chính là DJI Mini 3 Pro nhé. Để dùng được tính năng này, đầu tiên các bạn hãy tải ứng dụng DJI Fly trên điện thoại của bạn và bật hết Wi-Fi và Bluetooth lên nha. Ứng dụng này hỗ trợ cho cả iOS và Android. Nếu chưa biết cách tải thì hãy comment ở bên dưới, bọn mình sẽ gửi ngay video hướng dẫn nhé. Rồi, và đầu tiên các bạn hãy mở ứng dụng DJI Fly lên, sau đó bật Flycam. Lúc này trên màn hình điện thoại sẽ báo chuyển sang chế độ Quick Transfer để chuyển dữ liệu. Bạn hãy nhấn Switch, sau đó đợi một chút để kết nối nhé. Tiếp tục nhấn Join. Lúc này màn hình sẽ hiển thị thông tin dung lượng pin và nút xem album. Các bạn hãy nhấn vào album nhé. Giờ đây bạn có thể xem các ảnh video mà mình đã ghi được. Nhấn vào ký hiệu tải xuống này để tải ngay về di động là được. Và tốc độ truyền file còn siêu nhanh nữa chứ. Nếu như bạn muốn tải hàng loạt, hãy bấm vào ô vuông của dấu tích, chọn nhiều file và nhấn tải xuống. Quá nhanh, quá đơn giản luôn đúng không? Ok, và hy vọng rằng tip nhỏ này sẽ hữu ích khi bạn đang sử dụng DJI Mini 3 Pro. Và nếu như bạn thích nội dung này, đừng quên dành tặng chúng mình một like và một subscribe nhé. Và nếu như bạn có bất kỳ thắc mắc hay là yêu cầu nội dung nào đó thì đừng quên để lại comment ở bên dưới nha. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.